nam em đăng đàn hỏi sạch dữ chưa sau khi Bạch Công Khanh nhắc tên. Nam em có động thái gây xôn xao khi liên tục nhắc chuyện có ai đó lôi cô vào chiêu trò PG phim. Mới đây, nam em có động thái lạ khi liên tục có chia sẻ ẩn ý trên story Facebook. Cụ thể, nam em bày tỏ rằng, ủa, alo sao đỡ tốn tiền PG phim vậy? Có tiền sạch vậy thì PG kiểu khác đi. Lôi tên tôi vô tri. Sitting comment nữa vậy. Chơi vậy ai chơi lại. Trong một bài đăng khác, nam em còn chia sẻ, mình nói mình sạch thì PG kiểu khác đi. Tôi mà biết sắp ra phim là tôi không muốn nhắc đến rồi đó. Alo, là sạch dữ chưa? Né tôi ra dùm. Trước đó không lâu, Bạch Công Khanh đã nhắc đến nam em khi trả lời câu hỏi từ truyền thông ở họp báo ra mắt phim Sáng Đèn. Bạch Công Khanh nói rằng, những chuyện không hay xảy ra trên mạng và tôi đều biết. Tuy nhiên, tôi xác định rằng nó không liên quan đến mình, cũng không ảnh hưởng đến tôi luôn. Thêm nữa, thời gian này tôi rất bận, công việc quá nhiều nên tôi dành hầu hết thời gian cho công việc. Tôi không có thời gian quan tâm hay đôi co với nam em. Ngay cả bộ phim này hay những sản phẩm gần đây của tôi đều không liên quan gì đến cô ấy. Vậy nên từ bây giờ cho đến trở về sau, tôi sẽ không quan tâm đến những điều không ảnh hưởng gì mình. Tôi chỉ nói vậy thôi. Ngày 13 tháng 12, cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra chuyện Bạch Công Khanh và nam em đã hủy kết bạn. Trước đó, nam em và Bạch Công Khanh có mối quan hệ khá tốt, cả hai bắt đầu hợp tác ở phim điện ảnh Nhà Không Bán. Sau đó, họ lại cùng quay MV và hát chung ở nhiều sân khấu. Khi vụ việc hủy kết bạn nổ ra, nhiều người đã đặt câu hỏi vì sao lại dẫn đến tình huống khó xử này, nguyên cớ là vì vào tháng 11 năm 2022. Nam em tham gia talk show lần đầu kể hết và thoải mái chia sẻ về chuyện muốn làm vợ Bạch Công Khanh. Từ sau đó, mối quan hệ giữa Bạch Công Khanh với nam em có những dấu hiệu rạn nứt. Gần đây, nam em và chồng sắp cưới công khai chuyện yêu đương nhưng bị khán giả phản đối. Chẳng hiểu vì lý do gì, nam em lại đăng đàn mắng Bạch Công Khanh bằng lời lẽ khá nặng nề.